đi gặp cụ bà luyện thành công những tuyệt kỹ yoga nổi trên mặt nước. Mọi người thì phải đứng dưới bể nước để tập, riêng bác thì nổi trên mặt nước. Có khi trên thế giới bây giờ chưa ai làm được như thế. Bác Cầm năm nay đã tròn 80 tuổi và 3 ngày. Và hiện tại bác cũng là người đang giữ kỷ lục của Việt Nam mình. 8 tư thế yoga và quay liên tục 80 vòng. Nhưng mà ở tư thế thoải mái không thiền như vậy thì có thể cả ngày. Kính thưa các bạn, Vinh đang có mặt tại một chung cư của quận Đống Đa ở Hà Nội. Và phía sau lưng Vinh đây là hình ảnh của một cụ bà đang nằm ở trên mặt nước. Vinh mời cả nhà mình cùng vào tìm hiểu nha. Ồ, lạ chưa cả nhà? Hình ảnh một cụ bà đang nằm thiền ở trên mặt nước. Hai chân của cụ thì đang ở tư thế kiết già. Tay của cụ thì đang ở giơ lên đầu và dường như cụ đang có ở trong trạng thái là thiền sâu. Bây giờ thì Vinh sẽ đi vào thăm và trò chuyện cùng cụ nhé. Cháu chào cụ ạ. À. Dạ. Cháu mời cụ. Cháu ở chương trình Độc Lạ Bình Dương á cụ ơi. Dạ. Cụ chào khán giả đi ạ. À. Xin chào khán giả của Độc Lạ Bình Dương. Tôi là kỷ lục gia Phạm Thị Ngọc Cầm. Dạ. Hôm nay là tôi 80 tuổi và 3 ngày. 80 tuổi 3 ngày rồi. Vâng ạ. Kính thưa các bạn, đây là kỷ lục gia bác Cầm ở là nhân vật chính trong câu chuyện ngày hôm nay. Bác là kỷ lục gia hiện đang nắm giữ kỷ lục là tên gì ạ? Kỷ lục của bác á? Kỷ lục Aqua Yoga. Tức là yoga nổi trên mặt nước. Với 8 tư thế yoga và quay liên tục 80 vòng. Cả nhà có nghe rõ không ạ? Hiện nay bác Cầm đã tròn 80 tuổi và 3 ngày. Bác hiện đang giữ kỷ lục là thực hiện những cái tư thế yoga Aqua, 8 tư thế rất là khó và xoay liên tục 80 vòng trên mặt nước. Cả nhà có hình dung được không ạ? Có lạ không ạ? Nếu lạ thì hãy để chữ lạ cho Vinh biết nha. Còn để cho quý khán giả không chờ lâu thì Vinh mời cả nhà mình cùng xem màn trình diễn của bác Cầm. Rồi, chào mừng bác. Cả nhà thấy không? Hiện tại là bác Cầm đã 80 tuổi rồi đó cả nhà. Nhưng mà nhìn hình ảnh của bác đang ở dưới nước như thế này, rất là dẻo dai. Tư thế xoạc ngang như thế này không phải ai cũng làm được đâu nha cả nhà. Động tác con cua. Bây giờ bác sẽ bắt đầu động tác con cua. Đặc biệt chưa cả nhà? Vinh cũng có tìm hiểu trước á, là có nói chuyện với bác Cầm á, hiện nay á, là bác đã tròn 80 tuổi rồi. Trước đây á, bác Cầm á, là một giáo viên dạy văn. Sau khi về hưu năm 60 tuổi thì bác bắt đầu bén duyên với lại yoga ở trên cạn. Và sau 7 năm luyện tập á, thì bác lại thực hiện những động tác yoga dưới nước. Cả nhà thấy không? Đây là những cái động tác Aqua Yoga được xác lập kỷ lục Việt Nam. Đây là tư thế con bướm. Tư thế này đặc biệt tốt cho phụ nữ. Rất là tốt cho phụ nữ nha cả nhà. Từ tư thế con bướm chuyển sang xoạc ngang. Tư thế con bướm chuyển sang những cái tư thế ngang như thế này là không phải ai cũng làm được đâu. Bác Cầm đã năm nay đã 80 tuổi rồi mà vẫn rất là dẻo dai nha cả nhà. Mình có thể thấy được trực tiếp. Và đây là những tư thế mà yoga làm ở trên bờ đã khó rồi, mà nay bác Cầm còn thực hiện ở trên mặt nước và nổi trên mặt nước nha cả nhà. Và điều quan trọng là nổi trên mặt nước. Đó. Đây là tư thế cái cây. Tư thế cái cây. Cái tư thế này là Vinh rất là thấy quen thuộc ở trên những truyền hình nè. Nhưng mà là những vận động viên đó là ở trên mặt nước, ở trên bờ nha cả nhà. Còn đây là bác Cầm thực hiện dưới mặt nước. Từ tư thế cái cây chuyển thành sọc sọc. Đây là tư thế xoạc dọc. Rồi đây. Mình nhắc lại đây là những cái động tác mà vận động viên chuyên nghiệp nha cả nhà. Và bác Cầm hiện nay là đang là kỷ lục gia của Việt Nam.
cụ Phạm Thị Ngọc Cầm, sinh năm 1945, người cao tuổi nhất có khả năng thực hiện lần lượt 8 tư thế Awa Yoga nổi trên mặt nước và xoay 80 vòng liên tục dưới nước. À, cả nhà, đây là cái không gian xung quanh của nhà của bác Cầm, kỷ lục gia của mình. Bác Cầm ơi, cho cháu hỏi là không biết là Awa Yoga là như thế nào ạ? Yoga là một bộ môn luyện tập thì mọi người biết rồi, còn Awa là nước. Awa là nước. Awa Yoga là yoga dưới nước. Yoga dưới nước làm tức là mình nổi trên mặt nước hay là mình chìm dưới nước ạ? Riêng bác thì nổi trên mặt nước. Còn mọi người thì phải đứng dưới đuổi nước để tập. Hoặc là phải gắn phao. Thì mới nổi được. Bác là kỷ lục là bởi vì bác nổi được và bác làm được các động tác trên mặt nước. Có khi trên thế giới bây giờ chưa ai làm được như thế. Bây giờ cháu cứ gõ vào từ khóa Aqua Yoga thì cháu sẽ thấy người ta đứng trên mặt nước, đứng dưới đáy bể và người ta làm các động tác yoga. Tức là cái Awa Yoga trên thế giới hiện nay các bạn là những người mà thực hiện những động tác yoga nhưng mà ở dưới mặt nước. Ở dưới đáy bể. Dạ, đáy bể. Còn bác Cầm đây là người đầu tiên. Phải như là người đầu tiên ở Việt Nam cũng như là trên thế giới là mình thực hiện các động tác yoga trên mặt nước. Đúng rồi. Quá đặc biệt cả nhà ơi. Nếu mà người ta muốn nổi thì người ta phải đeo phao vào cổ hoặc vào eo. Thì người ta mới nổi được. Và người ta làm. Nhưng mà không biết là người ta làm được đến đâu. Hoặc là đứng ở đáy bể thì người ta làm được. Nhưng mà chưa thấy ai lại nổi trên mặt nước mà làm được như bác cả. Lạ quá cả nhà. Một tư thế mà các bạn nên làm khi thức dậy. Bởi vì tên đó là thức dậy. Khi mà thức dậy vừa mới ngủ xong thì mình đang chuyển từ trạng thái tĩnh sang trạng thái động. Cho nên là mình cần phải đánh thức nội tạng, thần kinh và cơ bắp. Thì đây là tư thế thức dậy. Bây giờ bác Cầm sẽ thực hiện cái tư thế thức dậy ha. Là những cái động tác này giúp cho cái nội tạng của mình sau khi mà ngủ dậy á hoạt động trở lại bình thường. Wow. Nhà thấy chưa? Lần hai. Cả nhà thấy không? Đây là trên sóng trực tiếp của chương trình Độc Lạ Bình Dương luôn nha cả nhà. Và Vinh rất là vinh dự khi mà được đồng hành cùng kỷ lục gia Việt Nam. Bây giờ bắt đầu vào tư thế khó là tư thế con cua. Tư thế khó, tư thế con cua. Đó. Bác Cầm đang có tư thế là con cua nha. Cây cung. Tư thế này rất là khó nha. Các bạn hình dung không? Cây cung này nó phải uốn cong như thế này. Mà điều quan trọng là nó phải nổi trên mặt nước. Và bác Cầm hồi nãy có chia sẻ với Vinh là những cái động tác này là trên thế giới, trên Việt Nam của mình là không có ai thực hiện được. Đúng không bác? Chưa thấy ai thực hiện được. Và tôi cũng mong tìm được thì ai sẽ làm được như tôi. Rất là mong sẽ có người làm như tôi. Nhất là các bạn trẻ hơn tôi. Người 80 tuổi như tôi làm được thì chắc các bạn sẽ làm được. Các bạn nghe không? Bác Cầm năm nay 80 tuổi làm được rồi thì bác rất là mong các bạn trẻ hiện nay cũng sẽ làm được và bác muốn lan tỏa cái năng lượng tập thể dục tích cực này đến mọi người. Chào mừng bác. Cả nhà thấy không? Đây là tư thế cây cung của bác. Rất là dẻo dai. Người cao hơn cây cung. Tay nắm lấy cổ chân. Và tư thế thức dậy là rồi kìa. Làm tư thế đốt là con chim bồ câu. Con chim bồ câu. Bây giờ thì bác Cầm sẽ thực hiện cái động tác là con chim bồ câu. Là một trong những cái tư thế khó. Là một trong những cái tư thế khó. Đẹp không cả nhà? Nếu mà đẹp thì hãy ghi chữ đẹp cho bác Cầm phấn khởi ha. Vinh thấy những cái động tác này là trên truyền hình rất là nhiều của bác Cầm nha. Hôm nay mới được tận mắt chứng kiến. Và Vinh phải nhấn mạnh một điều nữa là những cái động tác yoga ở trên mặt nước này là thường những cái vận động viên chuyên nghiệp họ làm nhưng mà ở dưới đáy bể. Còn cô Cầm là thực hiện những cái động tác yoga này nhưng mà nổi trên mặt nước nha cả nhà. Thì lát nữa Vinh sẽ tìm hiểu thử bí quyết của bác Cầm mà thực hiện những yoga mà nổi trên mặt nước nha. Cả nhà thấy không? Quá tuyệt vời. Rồi. Đó là yoga nổi trên mặt nước. Thì các bạn hãy để thân mình nổi và sau đó nâng chân lên. Với tư thế này tôi có thể nằm trên mặt nước suốt cả ngày. Wow. Bác Cầm nói các bạn nổi lên nhé.
Bác Cầm nói là cái tư thế như thế này là bác có thể nổi cả ngày ở trên mặt nước luôn. Đó, cả nhà thấy không? Kỷ lục của bác Cầm hiện nay là thực hiện những cái tư thế Awa Yoga rất là khó và nổi trên mặt nước. Ngoài ra thì bác còn có thể thực hiện xoay liên tục 80 vòng. Cả nhà mình tưởng tượng được không ạ? Xoay liên tục 80 vòng ạ. Còn bây giờ thiền hoa sen trên mặt nước thì các bạn đã bấm giờ cho tôi là được 10 phút. Dạ. Nhưng mà ở tư thế thoải mái không thiền như vậy thì có thể cả ngày. Dạ. Tức là cái tư thế thuyền hoa sen là ban đầu hồi nãy cháu vào cháu thấy bác là giác hai chân kiết già đúng không ạ? Lên rồi ngồi. Thì các bạn đã bấm giờ cho tôi được 10 phút rồi. 10 phút. Dạ. Tôi có thể bấm 10 phút. Còn cái tư thế nằm vừa rồi là cả ngày cả cũng ngày được. Cứ thế nằm trên mặt nước. Ồ. Còn tôi chưa thực hiện là xem có ăn uống được hay không thì tôi chưa biết. Dạ. Chưa thử. Dạ. Vâng. Sao mà bác phát hiện ra cái khả năng đặc biệt này của mình đấy? Bác phát hiện ra cái khả năng đặc biệt của mình là bởi vì có những lần đi biển thì bác đã nổi. Yeah. Và bác lại làm yoga ngoài biển cơ. Đầu tiên thì bác làm yoga ngoài biển cơ. Yeah. Có những video của bác là bác làm yoga ngoài biển. Yeah. Thế rồi về nhà thì ngày nào có bể bơi bác xuống bơi. Thì bác nổi thì bác cảm thấy ra là ngoài biển thì mình nổi dễ dàng. Yeah. Trong nước ngọt thì mình cũng có thể nổi được nhưng mà chân nó chìm. Yeah. Thì bác nâng nốt cái chân lên thì bác nổi được cái nốt. Và từ đó bác lại tập tiếp. Dạ, tức là ở ngoài biển á, cháu biết biển á thì nó mặn nè, nó dễ nổi hơn là trong nước ngọt. Còn khi mà vào cái hồ bơi này là nước ngọt nè, là nó rất là khó nổi. Nhưng mà bác là kêu là nâng hai chân lên, thì nó lại nổi. Đây bác ta. Bây giờ ai xuống nước với bác thử nổi thì đều bị chìm chân. Trong khi đó bác nâng cái chân giúp lên thì người ta sẽ nổi được. Dạ. Còn bác thì từ nâng chân lên thì bác cả người bác nổi luôn. Ừ. Và khi mà nổi được như thế thì bác muốn làm cái gì thì bác làm. Dạ. Làm mọi động tác yoga. Hay quá ta. Ừ. Cả nhà nếu mà ở bên ngoài đường khi mà gặp bác Cầm ở cả nhà thì chắc là không hình dung ra bác Cầm năm nay đã U80 đâu. 80 tròn chứ không phải là U nữa. Dạ. U80 tức là dưới 80. Ừ. Còn bây giờ là bác 80 tròn. Dạ. Và nếu như mà mọi người không thực hiện được Aqua Yoga như tôi thì hãy cứ đến với yoga trước đi. Dạ. Và cứ đến với bơi đi. Ờ. Thế thì xem khả năng mình đến đâu mình sẽ kết hợp được. Thì cũng sẽ làm được như kỷ lục ra. Dạ, các bạn nghe chứ bạn. Mà cháu thắc mắc là trước đây là bác Cầm có biết bơi không ạ? Bác thì biết bơi từ lâu, bác ra biển cái này bác biết bơi luôn. Và sau đó về đây thì từ năm 1975 thì chung cư có bể bơi. Dạ. Thì bác ngày nào bác cũng bơi. Ừ, 1975. Dạ, tức cách đây là tầm khoảng 50 năm rồi đấy. Không, bơi thì từ năm... tập yoga là từ năm 2007. 2007 là đã yoga trên cạn thành thạo rồi. Dạ. Yeah. Thế còn yoga dưới nước thì là năm 2015. Bác dọn đến đây và xuống nước ở dưới bể bơi này. Yeah. Thì bác mới luyện yoga dưới nước. Dạ, tức là 2015 là bác xuống nước hay sao ạ? 2007 là bác tập yoga này. Rồi 2015 tức là thì bác dọn đến chung cư này có bể bơi. Thì ngoài ra những lần mà đi tắm khoáng các thứ thì bác vẫn cứ thực hiện. Yeah. Tức là sau 8 năm tập yoga trên cạn thì bắt đầu bác xuống nước và mình cảm thấy như nó thoải mái khi tập yoga dưới nước đúng không ạ? Hay quá cả nhà. Thì trước đây thì bác Cầm làm gì ạ? Trước đây thì bác là giáo viên dạy văn. À, cô giáo dạy văn. Cô giáo dạy văn. Dạ. Trường Nguyễn Gia Thiều. Dạ. Bên Gia Lâm. Hay quá cả nhà. Cô giáo dạy văn về hưu sau đó trở thành kỷ lục gia yoga dưới nước. Bây giờ cháu mời bác là thực hiện những cái động tác xoay. Dạ. Xoay nhưng mà xoay vừa thôi nha bác, chứ mình là 80 vòng thì chắc hơi lâu quá ha. Được rồi. Dạ. Rồi, bây giờ thì bác Cầm sẽ thực hiện. Đầu tiên tôi sẽ xoay chậm. Dạ. Sau đó xoay nhanh. Dạ. Và sau đó lại trở lại xoay chậm. Dạ. Nha. Dạ. Đó các bạn đang xem trực tiếp trên kênh Độc Lạ Bình Dương luôn nha. Chứ không phải là quay nguội đâu ạ. Cháu mời bác. Và cái điều đặc biệt Vinh muốn nhấn mạnh ở trong trường hợp hôm nay là bác Cầm năm nay đã tròn 80 tuổi và 3 ngày. Và hiện tại bác cũng là người đang giữ kỷ lục của Việt Nam mình, là người cao tuổi nhất thực hiện những cái động tác Awa Yoga dưới nước, nổi trên mặt nước và thực hiện xoay 80 vòng liên tục. Ồ, các bạn thấy không? Bác Cầm xoay những cái tư thế rất là đẹp ha. Cái tư thế xoay này nó khó ở chỗ là phải giữ thăng bằng liên tục cộng với là rất là chóng mặt.
Đó, nhưng mà bác năm nay đã 80 tuổi rồi nhưng mà vẫn được. Đây là xây chậm 10 vòng. Rồi. Wow, cả nhà thấy chưa? Sáu, bảy, tám, chín, mười. Trở lại mười vòng. Rồi. Bây giờ bác cầm sẽ xoay chậm lại. Đó, thì nổi trên mặt nước á, thì chắc hẳn á, nhiều người làm được đúng không ạ? Nhưng mà tập yoga mà nổi trên mặt nước á, thì hiếm lắm ạ. Thông ơi, Khánh ơi, anh ơi, cho em hỏi xíu ạ, là không biết là anh có thấy bác cầm đã thường tập ở đây không ạ? Mình làm ở đây, ra trực ở đây thấy bác tập rất là thường xuyên. Dạ, thì theo anh nhận xét là ở độ tuổi của bác năm nay 80 tuổi rồi mà bác thực hiện những cái động tác như thế này thì như thế nào? Thì bác sức dẻo dai của bác rất là tốt. Dạ. Và bác có một cái kiên trì tập luyện hàng ngày rất là đều, thường xuyên. Mang lại sức khỏe cho bác. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Tôi thì cũng khuyên các bạn, như là các bạn đã nhìn thấy đó. Dạ. Tôi đã 80 tuổi, hơn 80 tuổi và tôi vẫn làm được. Thì các bạn sẽ làm được. Và nên bắt đầu từ yoga. Sau đó nếu có điều kiện các bạn sẽ tập bơi. Dạ. Và biết đâu các bạn cũng sẽ kết hợp tốt như tôi, thành aqua yoga. Dạ. Vinh cùng với bác Cầm vừa mới ở dưới hồ bơi lên mà xong, bác vừa mới thực hiện những cái động tác mà aqua yoga, rồi những cái vòng xoay liên tục dưới nước, và đấy cũng là kỷ lục của bác Cầm hiện nay. Và ngồi bên cạnh Vinh đó chính là kỷ lục gia, rất là vinh dự cho Vinh. Bác Cầm ơi, cho cháu nói sâu hơn một tí, là không biết là những cái động tác mà tập yoga ở dưới nước như vậy thì nó khó ở điểm nào ạ? Tập yoga dưới nước nó khó, và có lẽ kia là bác cũng chưa thấy ai làm được. Là vấn đề là phải nổi được. Phải nổi được. Bởi vì mọi người không nổi được, muốn nổi được thì mọi người lại phải gắn phao. Phải gắn phao. Mà một số người không nổi được, không gắn phao, mà người ta muốn tập yoga dưới nước thì người ta phải đứng dưới đáy bể. Còn riêng bác thì bác nổi lên được. Và hoàn toàn trên mặt nước, bác coi mặt nước như mặt thảm. Và có thể làm tất cả các động tác. Cái khó ở đây cả nhà là phải nổi trên mặt nước nè, rồi sau đó là mới thực hiện những cái động tác yoga ở trên mặt nước. Nhưng mà cho cháu hỏi là những ai mà đã biết bơi rồi nè, những ai đã nổi được này, họ có thể thực hiện được không ạ? Có thể thực hiện được. Nếu như người đó thành thạo các động tác yoga. Đã từng là người tập yoga. Vinh cũng đã từng thử rồi cả nhà, và bạn Thuận cũng vậy. Vinh thì có biết bơi, nhưng mà khi mà Vinh nổi được á, nằm thì vẫn nổi, nhưng mà để thực hiện những cái động tác yoga ở trên nước á, thì nó lại chìm xuống. Vấn đề là khi nổi xuống nước thì phần thân của mọi người thì đều có thể nổi được. Bởi vì phổi rỗng và các khoang bụng. Nhưng mọi người thường chìm chân. Chân chìm. Nếu mà các bạn xuống nước mà các bạn nâng được nốt được hai chân thì các bạn sẽ nổi được toàn thân. Vậy à? Là tức là mình nâng hai chân lên là mình nổi được thôi. Nổi được toàn thân. Và khi mà nổi, các bạn hãy tập cho mình nổi được đã, nổi vững đi đã. Và sau đó các bạn có thể tập lần lượt từ động tác dễ lên khó. Tập yoga thì rèn luyện lâu ngày cũng sẽ làm được, nổi thì cũng luyện tập được. Kết hợp hai thứ đó lại với nhau thì cũng làm được. Nhưng mà để mà ở cái độ tuổi của bác Cầm hiện nay là đã tròn 80 tuổi rồi cả nhà, thì chắc là ở Việt Nam mình không có ai đâu, cho nên là bác mới hiện nay mới là kỷ lục của Việt Nam mình, kỷ lục gia. Và chủ nhật vừa rồi Vinh cũng vừa có một cái thông tin là bác Cầm vừa tổ chức là mừng thọ 80 tuổi kỷ lục gia. 80 tuổi rồi, sau đó là không may là bác Cầm có bị vấp, bị chấn thương đầu gối ở chân. Nhưng mà hôm nay vẫn làm được, vẫn thực hiện được những cái động tác khó, đặc biệt là động tác cây cung ở dưới nước này. Uống người rồi những cái ngồi thiền mà ở tư thế kiết già cả nhà. Rất là đau chân nhưng mà bác vẫn thực hiện, mặc dù vừa mới ngã hôm qua đúng không ạ? Chắc có lẽ đây cũng là những cái tác dụng của tập yoga và thường xuyên đúng không ạ?
Sau khi bác Cầm thực hiện các động tác yoga này, rèn luyện yoga mỗi ngày này, thì bác cảm thấy sức khỏe của mình thay đổi như thế nào ạ? Nói chung mọi hình thức luyện tập thì đều đem lại cho ta sức khỏe và niềm vui, nâng cao thể chất và làm cho tinh thần mình sảng khoái. Thế các bạn nên bắt đầu luyện tập, chọn cho mình một cái hình thức thích hợp nào đó để luyện tập. Mà thường là tốt nhất là yoga. Trên thế giới bây giờ 30 triệu người tập yoga. Và nếu các bạn cũng biết bơi nữa thì dần dần các bạn cũng có thể kết hợp yoga và bơi. Hay quá. Và cái nguyện vọng lớn nhất của bác Cầm là muốn tìm được người có thể nối lại cái bộ môn này, đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng. Có thể thực hiện được như tôi. Nhưng mà bác nói là mấy chục năm bác luyện tập rồi nhưng mà bác vẫn chưa có ai truyền nhân lại được. Cũng chưa thấy ai. Chưa thấy ai cả. Rất là quý. Thưa em, cháu đến đây là cháu có đây có một cái kỷ niệm chương của chương trình Đọc Lại Bình Dương và muốn gửi tặng bác cũng như là vinh danh bác. Người cao tuổi nè, khả năng thực hiện cái động tác Awa Yoga dưới nước nè, cũng như là quay 80 vòng trên mặt nước rất là tuyệt vời. Và có một ít quà cũng như là mừng thọ. Mừng tuổi. Xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn Đọc Lại Bình Dương. Hy vọng thông qua clip của bác Cầm, cả nhà cũng sẽ cảm nhận được cái nguồn năng lượng tích cực từ bác. Và bác hiện nay không những bác luyện tập yoga trên nước nè, bác còn lan tỏa, còn mở những cái lớp dạy yoga cho người khác nữa, đúng không ạ? Trước kia thì tôi có dạy yoga, tôi là giám đốc trung tâm yoga. Nhưng mà từ khi Covid thì không được tập trung. Thì đồng thời thì tôi cũng không dạy nữa. Tôi còn dạy miễn phí cho dân cư ở trong này. Nhưng mà Covid thì không được tập trung, cho nên là từ đó thì cũng thôi. Khi mà trở lại thì mọi người cũng lại không thực hiện được. Rất là trân quý những cái hành động của bác Cầm. Và hy vọng cả nhà mình sẽ cảm nhận được cái năng lượng đích thực từ bác. Và cái hình ảnh của bác Cầm nổi vô tập yoga trên mặt nước thì cũng xóa đi những cái định kiến về tuổi tác nè, trong rèn luyện thể dục thể thao, rèn luyện thể chất. Rất là trân quý điều đó. Con rất là vinh dự khi mà ngồi cạnh kỷ lục gia của Việt Nam mình. Xin cả nhà mình chia sẻ những clip này với bạn bè, gia đình để chúng ta cùng tập thể dục để khỏe hơn mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Cảm ơn chương trình Độc Lạ Bình Dương. Và cũng chúc các bạn rèn luyện thành công.